hết luôn. Rồi cái dự tính cưới vợ không? Năm nay năm mươi mấy tuổi mà cũng muốn vợ cưới vợ chứ mà không ai chịu mà ngóng đủ sống ai chịu. Em nghe nói là có người thương anh mà. Đâu có ai thương đâu, có phải có người về ở chung nó cơm rồi bầu bạn rồi cũng được mà không có cũng phải chịu chị chứ. Mà có xe này rồi có người yêu rồi chở được không? Được chứ có gì đâu, chở sao ngồi sao? Sao? Được không yên một xíu nè. À, vậy có chị nào chịu thì anh nói chở sao luôn không? Dạ. Ngồi anh thấy ngồi là bạch hát dữ lắm á nghe. Chào mừng quý chú chị trở lại kênh YouTube Mentor TV. Hiện tại Mentor phát hiện một anh lùng bán vé số tại tỉnh Trà Vinh. Thì nghe nói cuộc sống anh này cũng hơi khó khăn, đang ở một cái nơi nhà trọ. Thì Mentor cũng đã tìm hiểu được cái chỗ nơi anh ở, thì Mentor cũng vào đây để hỏi thăm công việc hàng ngày của anh như thế nào ha. Mời quý chú chị xem kênh thôi ạ. Thì anh ở trong cái khu nhà trọ này của chú chị, đây là chiếc xe lăn quanh này. Thì mời quý chú chị tôi chuyển Mentor vào trong nhà. Rồi em chào anh nha. Dạ. Em gửi cái mic chút xíu. Dạ. Rồi anh tắt quạt giùm em đi ha. Tại dạ, dạ. Nó bị xè tiếng. Quanh ở đây á. À ở đây sẵn chấp cái số còn chắc 4 giờ đi bán. Mình ở đây một phòng nhiêu tiền anh? Tiền phòng không là 400.000, còn điện nước thì riêng nữa. 400.000 hả? Tháng cũng ở 600 mấy. Dạ. Vậy là mình bán một ngày bao nhiêu vé cái số? Bán có 200 mấy à, 2 cây. Dạ. 200 mấy cũng đỡ rồi chứ. Dạ. Bán hết không? Bán nhầm bữa cũng ôm thấy mồ luôn, mấy bữa trời mưa. Ừ. Dạ. Bán chiều đi bán chập, rồi sáng đi bán ngày mai, ngày qua bữa sau đi bán ngày nữa vậy đó. Chứ không có bán. Ồ, như là bán số là tối đi bán chập rồi cái qua ngày sau bán chập nữa, bán hai bữa. Cũng như là hai buổi, buổi chiều mình lấy số mình bán hết mình lấy tiếp tục bán buổi tối. Dạ. Thường bán buổi tối mấy giờ về? Bán tới 8 mấy 9 giờ. 9 giờ về. 9 giờ về mới về. Rồi ngày mai tiếp tục mình bán tiếp tục là mai sáng sớm đi tới cũng 10 giờ 11 12 giờ, nhiều khi tới chiều luôn. Ồ, chứ anh một ngày bán 200 vé là cũng nhiều đó. Dạ. 200 vé thì nói chung ở dưới này, ở trên quê thì bán không được, tại mấy xuống dưới này muốn nhà trọ ở bán chứ ở dưới này nhà đông người với bà con người ta thấy vậy người ta cũng ủng hộ giùm á. Ừ. Bán mới được cái đó chứ còn ở trên quê bán chừng cây với số bán tối ngày không hết nữa. Một cây có bao nhiêu vé? Cây có 120 à. 120. Dạ. Quê bán hết thì có thể lên. Mấy xuống dưới này tiệm xuống đây chỗ đông người đâu mình đi bán người ta thấy vậy người ta ủng hộ giùm. Còn ở trên quê thì hôm cấp trước cũng ở quê bán mà bán ế hoài luôn thôi. Bán có 100 mấy vé, 120 vé mà bán hai bữa bán không hết nữa. Cho em hỏi anh tên gì? Tên Lê Bình Thanh. Năm nay anh nhiêu tuổi rồi? 54. Gia đình mình được bao nhiêu anh em anh? Gia đình tới 10 anh em. 10 hả? Ồ, anh thứ mấy? Em thứ 7. Anh em thì riêng tư hết rồi, ba mẹ mất hết rồi, anh em riêng tư hết rồi, bây giờ mạnh ai nấy sống vậy đó. Vậy anh năm nay là anh bao nhiêu tuổi? 54. 54 tuổi. Dạ. Rồi có gia đình đi không? Không có, ở có mình. Ở mình hả? Dạ. Dạ. Thì không nghe. Thì có ở có mình chứ có ai bán cái số mình không đủ sống nữa. Rồi lớp cái bệnh nữa thì có nó là bị thần kinh tọ nó nhất hai cái giò giờ đi đâu có được đâu. Nghe nói người ta nói là anh cũng có bà nào ở chung mà. Đâu có. Hả? Không có, có mình à. Ở mình hả? Dạ. Nó nhất ngay cái giò giờ đi bán là quỳ đi về không nè, chứ không đứng vậy không được, đứng mà dịnh dịnh đi mới được, còn không dịnh là đi nó té. Cái giò nó tê cứng ngắc hết trơn vậy. Vậy anh đứng mà thường không? Đứng. À, đứng về dịnh dịnh vậy nè đi thì đi đỡ được. Còn mà không dịnh là đi không nổi. Đi bán là chỉ vậy không à, đi vô quán rồi mà đậu xe mà lộ rồi đi vậy vô đi quán lết lết vô thôi chứ không lết đi lết vô không chứ không có đi thẳng thẳng là không được. Đi thẳng không được hả? Không đi cái giò giờ nó nhức
bị như thần kinh, bác sĩ nó bị thần kinh tọ bị gì đó, nó nhức cái lưng, bây giờ nó xuống tới cái giò luôn. Vậy mình có cân được bao nhiêu ký không? Lâu rồi không có cân, hôm đó cân hồi ở nhà tới cân được 41 ký. Theo em thấy thì anh nói chung là người lùn mà dạng như là cũng cao hơn một số người nha. Một số người thì người ta lùn tỉnh luôn á. Có người kêu lùn hơn nữa, hơn người 1m9 tấc gì nữa. Còn anh là 1m mấy? 1m2. 1m2 hả? Nói chung là phần trên của anh thì em thấy thì nó có lùng hai cái giò, nó giống hai cái giò với hai cái tay à. Cái lưng thì nó cũng bình thường à. Cái lưng thì nó dài, lưng dài bình thường. Phần mặt, khuôn mặt anh thì nó cũng bình thường vậy nha. Mà mấy người lùng giống nhau không anh thấy ai cũng em đi vậy chứ, người ta nhìn làm hoài à. Giống nhìn người ta nói lộn người này người kia hả? Lộn người này người kia nó giống nhau không à. Có ông ở Trà Cú, ở Tiếp Cận người nữa gì, đi cái gặp mấy người ấy cái người ta hỏi, ủa ở Tiếp Cận qua tới đây bán hả? Nó đâu có đâu. Ở trên Càng Long mà chứ đâu ở Tiếp Cận. Rồi mình đi buôn bán rồi dạng như mình lùn gì á, người ta có khi dễ mình không? Người ta có dòm ngó không, kia không, cũng ít có khi dễ lắm. Nhiều người ta cũng thấy, người ta cũng tội nghiệp, người ta thương, người ta mua cái số dùm ủng hộ dùm vậy đó, chứ người ta không có cái dễ. Có mấy đứa nhỏ nhỏ rồi nó thấy thì nó chọc kẹo rồi, chứ còn người lớn người ta không có. Sợ mình bị khuyết tật gì đó. Khuyết tật thì mình dễ thì người ta cũng biết, người ta chỉ thấy nhiều khi người ta cũng tội nghiệp thì người ta cũng ủng hộ cái số dùm, mình cũng cảm ơn. Giờ đi bán số sống chứ có làm gì được, giờ có mình nữa thì anh ở đây bao nhiêu năm rồi? Dạ anh ở trọ bao nhiêu năm rồi? Ở mới cho chừng 10 tháng, chừng 10 tháng gì à? Dạ ở cấp trước thì ở nhà trên mà có nhà nhỏ rồi cũng rách rưới tùm lum ra người cái bán cái số nó ế hoài thôi, cái kiếm chỗ dưới này thấy dưới này đông người thôi thì xuống này mướn đi bán cho nó thật. Ở dưới này thuận tiện chứ chạy lên chạy xuống xe này điện nữa thì chạy nó không đủ điện nữa. Rồi một ngày anh đi vậy đủ điện không xe này? Đủ vậy, cái bình mới thì đủ, còn cái bình cũ đi sáng về đi về thì sạc rồi chiều đi tiếp, còn cái bình mới thì đi được 2 buổi. Không xe này đi hư hết cái bình này, có mấy tháng mà mua hết 3 triệu mấy. Xe này mình mua hay là tự ai cho mua chứ là... em mua cũng không có tiền mua nữa, thì mượn mấy anh em đó mua 5 triệu. Xe là 5 triệu hả? Mượn từ từ trả lại, mai mốt tới hư rồi không có tiền nữa, tao không hư cái bình rồi mua cũng không có tiền mua, mà nhiêu đủ xài ngày 100 mấy ngàn, ăn uống cái muốn hết 100 ngàn. Nó không có dư giả gì đâu, kẹt giờ đi là đi bán tối ngày cũng cực khổ chứ, cũng phải chịu chứ. Vậy là dạ. Mấy anh em của anh thì có ai giúp gì được cho mình không? Không, thấy cũng người nào cũng có vợ chồng riêng tư rồi, lâu lâu hồi đó ở trển không có đi mua bán thì đi bán cái số thì lâu lâu rồi cũng cho vài cái gạo cho 100-200 ngàn xài vậy, chứ đâu có ai cho hoài được. Người ta có gia đình riêng hết rồi, cũng không có ai, mấy anh em cũng không có giàu nghèo không, anh ai nấy lo. Nó có thể em ghi hình anh lên đó, có thể sau này anh bán cái số nhiều được nhiều hơn nữa. Bây giờ là bán 2 ngày 200 phải không? Dạ. 2 buổi 200 thể. Hai buổi, một buổi chiều với một buổi sáng thì được hai buổi đó. Cũng như lấy cái số này là ngày mai á, mà buổi chiều nay đi bán trước một buổi vậy đó. Rồi mai đi bán một buổi. Ở chiều nay mấy giờ mình đi bán lại? 4 giờ rưỡi. 4 giờ rưỡi mình đi bán. Để sổ xong mình đi bán phải không? Dạ, sổ xong. Bây giờ mình chưa có sổ mà mình bán chắc đâu được như đâu phải không? Dạ. Giờ người ta bán được. Còn cái số cũ ngày nay á. Dạ. Rồi sổ xong rồi mới bán số mới, người ta mới mua chứ còn bán trước đó. Người ta không có mua số ngày nay thôi chứ người ta đâu có mua số ngày mai chi. Đúng rồi, để sổ xong thôi. Dạ, sổ rồi thì người ta mới có mua được. Rồi cứ như ăn uống này kia là mình tự nấu hả? Tự nấu.
sáng đi bán thì cũng ăn kiếm gì ăn bậy bạ, nó chút rồi cái gì tôi nấu cơm ăn buổi gì đó rồi bữa sáng nấu cơm thì tới trưa để đi bán kiếm gì ăn bánh mì gì ăn ổ rồi cái đi bán tới trưa về cái 1-2 giờ về nấu cơm mới ăn cơm xong. Vậy là chiều nay là bán được 100 không? Cũng hên xui, anh ơi, bán này với số này cũng không biết được. Nhiều khi bán cũng được, nhiều khi hơn nữa. Còn nhiều khi bán cũng không được luôn nữa. Có khi nào bán giờ tí mình hả? Có khi nào ế không? Ế hôm đó nay bị ế 2 lần rồi, bé ế lần 30 tờ ôm luôn, chịu lỗn chết luôn. Khi ôm ôm khi nó trúng. Bị bữa mấy trời mưa á, chiều cái ông mưa rồi gặp cái bán đâu có được gì đâu, người ta lo đâu có khách khứa gì đâu, bán mấy quán rồi cái ít khách bán không được. Qua ngày sau bán cái còn nhóc ở trên bán tới chiều không hết luôn. Rồi cái dự tính cưới vợ không? Năm nay 50 mấy tuổi mà cũng muốn vợ cưới vợ chứ mà không ai chịu mà không đủ sống nữa. Ai chịu, em nghe nói là có người thương anh mà. Đâu có ai thương đâu, có phải có người về ở chung nó cơm rồi bầu bạn rồi cũng được, mà không có cũng phải chịu chị chứ sao giờ. Thì cũng nghe thiệt chứ. Có nó có không nó không. Để em đăng video này có thể có chị nào mà thích anh muốn về ở chung với anh đó, rồi anh lo ta nổi không? Thì bạn thì cùng sống tới đâu hay tới đó chứ biết sao giờ. Chứ mình đâu có định nó trước được. Quả mà bán cái này được nhiều với số thì mình khả năng mình biết thì mình có thể nuôi người ta được. Còn này về thì cũng hai người cùng mần thì sống thì chắc được. Chứ sống rồi mà đủ sống. Anh kiếm mà người mẫu như thế nào, ví dụ mà kiếm được người thích anh, thích người ta có nào cao hay thích lụn như anh? Sao cũng được hết anh ơi, anh em dễ lắm. Yêu cầu người ta thương mình thương người ta lại chứ. Lựa gì mình cũng có sống đẹp, ta đâu có đẹp đẽ gì đâu. Mà còn làm ăn được không nghe, nếu mà thích người ta thích rồi rồi còn làm ăn được không? Thì làm ăn thì được. Đó là bình thường. Bình thường quá. Ờ vậy được. Làm ăn mà người sống nổi chứ còn không làm ăn thì chắc là không nổi. Không, là không làm ăn nổi thì đâu có lấy gì làm gì phải không? Dạ, dạ đâu có cưới gọi làm gì. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Là sức khỏe còn tốt không? Sức khỏe cũng bình thường mà có hai cái giò này nó yếu thôi chứ nó bị hai cái giò. Nếu chứ mà em sợ yếu rồi muốn có bà nào á làm ăn quá rồi đi không nổi luôn à. Kệ đi không nổi lết luôn chứ sao vậy. Sợ, nghe nó hư cái giò rồi làm dữ rồi đi không được luôn. Ở đó đi bình thường à, mà chứ chừng 2 năm nay nó mới bị ra, chứ hồi đó cũng đi đứng bình thường à. Rồi nó mới sao rồi nó bị nhất cái lưng, cái từ từ nó xuống tới cái giò, cái bây giờ đi là phải chồng hổm vậy đi không chứ đứng. anh đi thế nào, anh đi đi vậy nè, ngồi lết hoài tới vậy đó, thì bán cái số cầm vậy ngồi hả? Đi như vậy hoài vậy nè. Đi, đi. Vô đậu xe lộ cái rồi đi về vô. Mình lên vô quán. Ừ, lên xe là dễ không? Dễ. Bị vịnh thì đứng vậy được, vịnh vậy thì đứng lên leo lên cứ đâu có gì đâu, xe này nó cũng thấp mà. Dạ. Dính. Khi nào bị lật không? Trời ơi, lật hoài anh ơi. Lật hoài luôn hả? Dạ. Leo lên leo xuống thì được. Cái giò thì đi đó nó yếu thôi chứ còn rồi thí dụ mà có xe này rồi có người yêu rồi chở được không? Được. Hả? Chứ có gì đâu. Chở sao? Sao? Rồi được không? Yên một xíu nè. Vậy có chị nào chịu thì anh nói chở sao luôn không? Dạ. Ngồi anh thấy ngồi là bành hát dữ lắm á nghe. Người ta phụ nữ mà ngồi bành cái nó chết luôn á anh. Chở cho sao có... sao có yên nổi quá ha. Chở có chở về đi bán phụ rồi cũng đỡ, con mình đi bán đời tật đằng thân luôn. Giờ anh muốn muốn kiếm một người để phụ bán cái số mình phải không? Dạ. Vậy là xe là chở hai được phải không?
Trời không được thì tới tới về cái mình sửa lại nữa. Ừ. Cho nó dài ra. Lâu ngày chị không nói. Cho nó dài ra ăn chút. Dạ. Đâu sẽ là anh đệ thứ rồi. Hả? Anh đệ thứ anh nó thế nào? Ừ, nó lói này. Khóa nó chạy à. Ờ. Sẽ điện giờ. Ờ, có dê được không hả? Được, được anh. À. Dê được chứ nếu mà dê không được leo lên leo xuống cực còn dữ nữa. Rồi, dạ, thôi anh dê vậy đi ha. Ờ, nhờ cái gì. Ừ. Rồi dê dê dịu sao đi. Dạ. Nhà nó có số dê gì cũng đỡ chứ gặp mà không có dê cái quay mỗi ngoài quay trở cực chứ không. Ừ. Dạ gì đó. Rất khác rồi. Không, để một lát em mua số ủng hộ anh. Dạ. Số ngày mai. Chứ hôm nay thì em mới biết anh thôi thì em chia sẻ video anh lên trước đây thì có cô chú nào một phần thì có thể em đăng video lên thì nhiều người biết anh, như thế thấy anh người ta sẽ ủng hộ với số anh nhiều. Dạ. Yeah. Yeah. Hai thì nếu mà có duyên với mạnh thường quân thì người ta yeah. ta giúp mình được cái gì ta giúp, hay cũng như là mua gạo hay là giúp gì đó. Một phần anh muốn tiễn vợ luôn thì video này thì anh cứ anh tiễn luôn đi. Còn với vợ thì anh nói đi, có cái chị nào mà đồng ý với anh thì thôi, cái vụ vợ con thì ai thấy mình vậy thì có nhắm được thì tâm sự nói chuyện tiếp, chứ còn cái vụ mà tiễn thì chọn không dám chọn. À. Nói chung hy vọng là có người bầu bạn anh ha. Có người nào bầu bạn kết thì mình cũng làm bạn lại qua lại đi. Ừ. Chứ còn giờ chọn đâu dám chọn. Dạ. Giờ mà để sống thôi chứ. À, có thể em đăng video này có thể được sau em ghé anh một lần nữa sẽ có một người nào đó đồng dạ. tâm đồng tâm ý hợp với anh đó sẽ kiếm anh bầu bạn ha. Dạ. Hy vọng có người nào cùng ý tưởng với anh. Dạ. Chung thì trước mắt thì em chia sẻ với anh trước đi. Sống này thấy nó cũng khó khăn quá, giờ mình lo cuộc sống của mình đi, vậy tới đây cái chuyện vợ con tới đâu hay tới đó chứ mình cũng không có đòi hỏi. Ừ. Dạ. Nói chung bây giờ lo không phải làm ha. À, lo dạ. làm sống thôi. Ừ. Con mình thì sống ở đâu cũng phải làm hết á. Dạ. Mình mỗi người mỗi công việc khác nhau thì mình không làm nặng được thì mình làm nhẹ. Dạ thì mình làm chuyện nhẹ chứ giờ đâu có biết, giờ chỉ gì đi làm vậy thôi nào, chứ mà đi còn không xong nữa, đi một vắt vắt quỳ gói không, chứ còn đi còn không được nữa. Mình có đi chụp hình không anh? Dạ. Mình có đi khám chụp hình không? Có, cũng đi bệnh viện khám hai lần. À, cái tên nó bệnh nó nói bị thoát chỉ điểm thần kinh tọ hay gì đó. À. Rồi em đó nay cũng uống thuốc hoài luôn mà uống nó không hết. Yeah. Uống người ta chỉ uống cái gì mình uống nấy, chỉ đi tùm lum ra uống cũng tùm lum uống hoài luôn. Ừ. Nó không hết. Yeah. Rồi thì em chia sẻ video anh trước đi ha, rồi chừng nào có yeah. duyên thì ai mà xem được video em á thì có thể có giúp gì được anh thì em sẽ yeah. gặp anh sau ha. Dạ. Và tôi xin tạm dừng video tại đây. Dạ yeah, anh đăng vậy em cũng cảm ơn người yeah. coi như Mạnh Thường Quân. Tệ trợ đâu có thấy giúp đỡ em được phần nào thì em cũng phần đặt cảm ơn nữa chứ. Từ giờ cũng tự mần tự sống, ai có giúp đỡ được thì em rất cảm ơn nhiều thôi. Chứ em cũng không biết nói sao. Ừ. Dạ. Nói chung là cái gì cũng phải có cái duyên nữa. Dạ. Dạ. Rồi thì em phép tạm dừng video ha. Dạ. À, chúc mọi người xem video Winter thì tràn đầy hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt nha. Cô chú thì có lòng trợ duyên giúp đỡ anh Thanh thì cứ liên hệ với kênh.